chào đại gia đình, đi theo mình hái bồ công anh nha. Chỗ nhà mình đi lại chỗ đó khoảng lái xe khoảng 5 phút à. Mùa này cái bông mà bồ công anh nó ra rất là nhiều. Chỗ này tới rồi, để mình kiếm chỗ mình đậu xe nha. Cái này là cái đám cỏ hoang mọc quá trời luôn. Mấy cái bông mà là mấy cái bông bồ công anh. Em kéo thì mình hết. Mấy cái này là mấy cái ra bồ công anh nè. Mình về mình chấm với nước kho, cá kho hay là thịt kho cũng ngon lắm nè. Ở đây quá trời luôn. Ngon eo hết. Cái bồ công anh này ăn nó cái hậu nó đắng đắng, nếu mà người nào ăn đắng được thì ăn cũng tốt lắm, này rất là tốt cho mình. Đây quá trời bồ công anh luôn nè. Này mình hái mấy cái lá non về hồi chấm với nước thịt kho, nước cá kho cũng được. Mà nếu mà người nào mà ăn được cái hậu nhặn nhặn á thì rất là tốt. Quá trời luôn. Nhiều lắm. Còn cái bông này thì mình phơi làm trà uống. Quá trời luôn. Mình đã hái được nửa bịch rồi nè. Một hồi về mình lựa lại. Mình vừa hái vừa lá với lại bông luôn. Vậy hồi lựa lại. Mình mới qua rước hai đứa con gái mình ở bên nhà má mình. Qua đây thấy mấy cái bồ công anh này non quá trời luôn nè. Quá trời luôn. Nhiều dữ lắm luôn. Non. Mình cũng có nghe nhiều người nói là cái bồ công anh này cái công dụng rất là tốt. Từ cái bông tới cái lá tới cái cọng tới cái rễ cũng đều dùng được hết. Mà bên Mỹ này mùa này nó mọc nhiều dữ lắm luôn. Thôi cầm chồng. Nhà nào cũng có cỏ là có nó.
cái bông nó vàng vàng, nhìn giống tựa tựa bông cúc vậy. Hai quả không hết. Ok, thu hoạch được bao nhiêu đây nè, quá trời luôn. Đang hồi về lựa lại, rửa sạch lại, vừa ăn sống và nấu trà luôn.